nha. À, thầy vừa đi ngang qua rồi mọi người ơi, hiện tại bây giờ bên này không có cấm quay nên là em Thắng qua bên này phát like cho mọi người xem nhé, mong mọi người xem like hoan hỉ nhé. Thầy vừa đi ngang qua rồi, em đang chờ thầy quay lại thì em quay cho mọi người xem nè. À, vừa là em Thắng cũng có quay được một đoạn của thầy rồi, thì mọi người muốn xem hết video á thì mọi người vào kênh ITB của em Thắng là Quyết Thắng TV để xem nhá. Tí xíu nữa em Thắng sẽ đăng lên cho mọi người xem. Một xíu nữa thầy quay lại nhá. Đây em Thắng đang đứng ở đây để đi lên đây để quay cho mọi người xem nhé. Thầy đang đi xuống xóm dưới. À, mọi người chờ một lát nhé, thầy sẽ quay lại bây giờ đấy ạ. Có vẻ hơi mờ ha. Mọi người lán lại một chút thì hôm nay mọi người xếp hàng rất là trật tự nhé, rất là ngăn nắp. Mọi người xếp hàng rất đâu vào đấy. Nói chung là đều ý thức được hết á. Nên là mong thầy đang đi lên rồi nha mọi người. Mọi người chờ này, thầy đang đi lên này. Em zoom lại cho mọi người xem nhá. Sao? Tính nói anh cái gì? Thầy đang đi lên này. Zoom hết cỡ rồi. Đấy, mọi người thấy. Thầy đang đi. Đây mọi người thấy thầy chưa? Đấy mọi người thấy thầy chưa? Thầy đi rất là tươi cười và đẹp này. Đấy. Thầy đi rất là nhanh. Thầy đi rất là nhanh. Đây thầy đây. Đây thầy đây mọi người. Thầy ơi, đừng lại cho bao có nghe chị đâu. Đây đây. Quá tuyệt vời luôn, ra già quá tuyệt vời luôn. Cười ghê. Dạ, thôi em Thắng xin phép xuống like nha mọi người ơi. Em Thắng xin phép xuống like nhé. Em Thắng chỉ quay như vậy cho cô chú anh chị xem like, xem một chút, nhìn được ngắm nhìn một chút về thầy thôi nha. Dạ. Rồi mọi người vào kênh ITB của em Thắng là có đầy đủ video
cho mọi người xem nha. Vì kênh ITB của em Thắng là Quyết Thắng TV nha mọi người. Không dễ thương gì đâu á. Đấy, em quay này như là một biển người luôn. Như một biển người luôn. Dạ, về quán em có like nha. Mừng không các cô? Dạ. Em mừng quá trời luôn. Em biết không, 1 giờ là không ngủ được rồi, thao quýt rồi. Dạ. 2 giờ sáng dậy là nằm, nói chung là chạy là trong tư tưởng là hôm nay là lên là chỉ cầu mong sao ước mơ là chỉ nhìn thấy thầy từ xa thôi. Dạ. Em ra cả hết vậy làm cái mặt em làm nhớ nước lên luôn ấy cô. Cái gì ấy? Sức tha cái chất phụ của thấy mạnh quá cái nắng lương. Cái tấm hình mà chụp nó giật 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 rồi luôn em, là để mình thấy trực tiếp luôn. Ôi ơi. Thì nó thấy đi ngang.